sao hải ngoại qua đời khi sự nghiệp đang thăng hoa đỉnh cao, khiến triệu người tiếc nuối. Hữu Lộc, Ngọc Lan, Lê Công Tuấn Anh, Thái Phong Vũ, La Sương Sương và Minh Thuận là những ngôi sao hải ngoại nổi tiếng đình đám, không chỉ là bởi tài năng mà còn là sự bi thương mà khán giả dành cho họ. Những con người đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng lại ra đi đầy tiếc nuối. Đầu tiên là Hữu Lộc. Hồi 4 giờ sáng ngày 17 tháng 5, nghệ sĩ Hữu Lộc, ông bầu của sân khấu Nụ Cười Mới, em ruột của nghệ sĩ Hữu Châu đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch sau một vụ tai nạn giao thông và đã chút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 37 tuổi. Linh cữu của nghệ sĩ Hữu Lộc hiện được quàn tại số C59, đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng bắt đầu từ lúc 14 giờ ngày 17 tháng 5, lễ động quan là lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5, sau đó thì đưa đi hỏa táng tại Đa Phước, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Hữu Lộc sinh ngày 10 tháng 6 năm 1973 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng tốt nghiệp khoa diễn viên của trường nghệ thuật sân khấu 2, nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2005, anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nụ Cười Mới, sân khấu kịch Nụ Cười Mới, chuyên thực hiện các chương trình nghệ thuật, vở diễn vui tươi, mang lại cho khán giả yêu sân khấu những tiếng cười sảng khoái. Khi nhắc đến Nụ Cười Mới của anh, khán giả luôn nhớ đến các vở diễn Ông Bà Vú, Xa Riêng Anh Cưới Em, Người Nhà Quê, May Mắn Thành Sao, Cưới Liều hay là Bụi Đời Tin. Đặc biệt, Xa Riêng Anh Cưới Em và Người Nhà Quê đã được anh đưa ra sân khấu trống đồng biểu diễn, phục vụ cả chục ngàn lượt khán giả. Sân khấu Nụ Cười Mới của anh cũng chính là nơi trở về khá ấn tượng đối với hai nghệ sĩ hải ngoại là Hoài Linh và Trí Tài. Có thể nói, sự ra đi của bầu sân khấu Hữu Lộc, nghệ sĩ, đạo diễn Hữu Lộc là một mất mát lớn đối với gia đình, cũng như là đồng nghiệp và tập thể diễn viên ở Nụ Cười Mới. Từ nay, Nụ Cười Mới sẽ vắng bầu Hữu Lộc, vắng một người giàu tâm huyết với nghề và luôn nâng đỡ những gương mặt trẻ. Tiếp theo là Ngọc Lan. Sự ra đi gây nhiều xúc động nhất trong giới nghệ sĩ tại hải ngoại có lẽ là sự ra đi của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Chỉ chút hơi thở cuối cùng vào hồi 8 giờ 25 phút sáng ngày 6 tháng 3 năm 2001 tại bệnh viện Venture, Hồng Tin Tuyên Bít của Nam California. Căn bệnh của chị được giới chuyên khoa gọi là chứng đa thần kinh hóa sợi. Chị tên thật là Lê Thanh Lan, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1956, mất ngày 6 tháng 3 năm 2001, quê tại Nha Trang. Năm 1980, Ngọc Lan sang định cư tại Mỹ, bắt đầu hát tại các quán cà phê ca nhạc. Ngọc Lan là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Không chỉ với giọng hát, cô còn được khán giả yêu mến vì khuôn mặt khả ái và tính cách nhút nhát, khiêm tốn của mình. Ngọc Lan được cho là một trong những ca sĩ thành công và nổi tiếng của nền âm nhạc Việt Nam sau năm 1975. Phong cách và lối trình diễn của cô không chỉ để lại ấn tượng sâu đậm trong giới thưởng ngoạn mà còn góp phần ảnh hưởng đến tiếng hát thuộc thế hệ trẻ sau này như là Minh Tuyết, Y Phương và Lâm Thúy Vân. Chất giọng ngọt ngào, trữ tình nhanh chóng được bà con Việt Kiều yêu thích và nhiều người trong giới biết đến. Những năm đầu thập niên 90, chị đã tới đỉnh cao trong sự nghiệp ca nhạc ở hải ngoại. Vài năm sau, Ngọc Lan đột nhiên ngừng diễn. Ngọc Lan là con thứ 5 trong số 8 người con của một gia đình khá giả. Cha của cô, ông Lê Đức Mậu, đã từng phục vụ trong binh chủng truyền tin của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khi còn ở Việt Nam, cô đã đến với âm nhạc qua nhạc sĩ Lê Hoàng Long, từng học nhạc và biểu diễn trong một số dịp tại Nha Trang. Cô đã từng theo học tại trường Lý Thường Kiệt, ngoại ô của Sài Gòn. Báo Châu Dương của Úc đã đăng ngày 14 tháng 9 năm 1990 như sau. Qua 3 đêm trình diễn tại Sydney và Melbourne, hai thành phố lớn nhất của Úc Châu, nữ ca sĩ Ngọc Lan đã thành công rực rỡ. Tất cả các show đều đông nghẹt khán giả, hơn 400 khán giả đã phải ra về vì hết vé. Tại Melbourne, hơn 1.500 khán giả đã phải đứng xem Ngọc Lan trình diễn, hơn 300 khán giả phải ra về vì không còn sức chứa. Có thể nói, nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn Ngọc Lan đã làm nên lịch sử vì hơn 8 năm nay, từ lúc có các chương trình ca nhạc tại Úc Châu, đây là show đông đảo khán giả nhất đã dành cho nữ ca sĩ Ngọc Lan. Những đóa hồng tươi xinh xắn mà Ngọc Lan liên tiếp đón nhận từ khán giả đã nói lên tất cả sự thành công vượt bậc của chương trình Đêm Ngọc Lan. Sau 3 đêm liên tiếp thành công rực rỡ tại Sydney và Melbourne, thì theo lời yêu cầu của nhiều vị khán giả chưa được xem các đêm nhạc trình diễn vừa qua vì hết vé, nữ ca sĩ số 1 Ngọc Lan quyết định ở lại Úc Châu thêm một tuần lễ để trình diễn đêm, xã Vũ Ngọc Lan, xã Tử Úc Châu. Thái Phong Vũ. Thái Phong Vũ từng là cái tên quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt Nam. Chàng ca sĩ sinh năm 1983 sở hữu vẻ ngoài khá điển trai cùng với giọng hát trầm ấm. Khi còn ở Việt Nam, Thái Phong Vũ là lựa chọn quen thuộc của những bầu show trong những show diễn tại miền Tây.
Đến nay thì Thái Phong Vũ đã cho ra mắt 3 album: Chàng Trai Dễ Thương, Chuyện Tình Chàng Mù, Vườn Hồng Năm Xưa. Hầu hết là các bài hát của Thái Phong Vũ đều là sáng tác của nhạc sĩ Khánh Đơn, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh ra nước ngoài sinh sống cùng với gia đình. Sáng sớm ngày hôm trước, ngày 29 tháng 8, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Tần Khánh bất ngờ chia sẻ hai dòng tâm sự về người em, người bạn thân thiết của mình, ca sĩ Thái Phong Vũ bị giết hại một cách dã man. Dù chỉ là thông tin một chiều, lấp lửng và chưa được xác minh một cách chính xác, nhưng dòng tâm sự của Tần Khánh đã gây xôn xao cộng đồng mạng suốt từ sáng tới giờ. Nhiều người rất hoang mang, lo lắng, thăm hỏi liên tục về tình hình cụ thể của Thái Phong Vũ. Sau khi thông tin về cái chết của ca sĩ Thái Phong Vũ được đưa ra, gia đình anh cũng xác nhận. Tuy nhiên hiện tại, gia đình không chia sẻ bất cứ thông tin gì vì gia đình đang rất đau buồn và suy sụp trước sự ra đi đột ngột của hai đứa con. Nghi vấn sự thực bắt đầu dấy lên cùng với bài báo hai ngày nay từ trang The Morning Call với nội dung: Một băng đảng người Việt bị tình nghi trong vụ bắt cóc và giết hại dã man hai người bang Philadelphia của Mỹ hôm thứ Tư vừa qua, ngày 27 tháng 8. Dựa theo thông tin cung cấp từ phía cảnh sát, hai nạn nhân bị bắt giữ và đánh đập trong một gara xe trong một căn nhà ở phía tây nam bang Philadelphia. Những kẻ sát hại đòi lại $100,000 tiền chuộc. Cũng dựa vào bài viết, các thành viên trong băng đảng này là người Việt Nam thuộc tổ chức buôn bán ma túy. Họ đã đưa hai nạn nhân một số tiền lớn để mua ma túy. Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo thỏa thuận, hai nạn nhân đã dùng số tiền này nướng vào sòng bạc. Theo lời khai ban đầu của một thanh niên Việt Nam 23 tuổi, sống ở Philadelphia, bạn của nạn nhân cho biết, anh đã đi gom tiền chuộc, tuy nhiên thì chỉ đủ $40,000. Khi người bạn đến căn hộ khu 2400, đường 72 vào rạng sáng ngày thứ Tư, ngày 27 tháng 8 để giao tiền chuộc, bọn băng đảng đã cướp đi số tiền và vẫn đâm cả ba nạn nhân trong tình trạng bị trói chặt và bịt miệng. Tuy nhiên thì cả ba vẫn còn sống trước khi bị đưa ra bãi đậu xe gần bờ sóng Schuylkill. Từ người một bị đưa ra ngoài và bị nhóm băng đảng hành quyết, người thanh niên đem tiền chuộc xả chết nên thoát nạn. Trong khi đó, hai nạn nhân còn lại bị cứa cổ trong tình trạng ngồi trên ghế, chân thì dính chặt vào thùng nhựa đường. Điểm tương đồng là nam ca sĩ Thái Phong Vũ khi sang Mỹ đã định cư và sống ở bang Philadelphia. Đồng thời trên fanpage, admin cũng xác định anh chết vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 8, trùng khớp với thời gian vụ giết người dã man đang được cảnh sát của Philadelphia truy lùng. Nhân vật tiếp theo chính là La Sương Sương. Nữ ca sĩ sinh năm 1972 từng được biết đến khi tham gia các chương trình Làn Sóng Xanh, Duyên Dáng Việt Nam 1. Sau đó thì vào năm 1994, cô sang Mỹ định cư cùng với gia đình. Tại đây, cô được mời cộng tác với Trung Tâm Thúy Nga và được ái mộ với các ca khúc nhạc trẻ. Khi sự nghiệp ca hát dần ổn định, La Sương Sương phát hiện ra mình bị đau thận vào tháng 5 năm 2005, khiến cho cô phải sang Trung Quốc để cai thận. Tưởng là đã bình phục, vào tháng 10, cô tổ chức ra mắt cho CD Tiếc Nuối Một Bờ Môi, Vai Xấu Cuộc Tình cùng với Nhật Trung hát cho chương trình ca nhạc Xuân của Thúy Nga. Đây cũng là lần cuối cùng cô trình diễn trước công chúng, vì sau đó sức khỏe sa sút và cô phải vào bệnh viện. Cuối năm 2005, La Sương Sương được ghép thận lần thứ hai tại Mỹ nhưng cũng không thành công. Từ việc thay thận, gan bị yếu, cô phải thay gan hai lần nhưng bệnh tình cũng không khả quan hơn. Theo lời khuyên của bác sĩ, gia đình đã quyết định rút ống trợ sinh. Cô qua đời vào ngày 24 tháng 1 năm 2007 tại một bệnh viện ở Mỹ và được an táng tại nghĩa trang Whitewater, San Diego ở tuổi 35. La Sương Sương tên thật là Đỗ Thanh Trang, sinh tại Sài Gòn vào ngày 13 tháng 5 năm 1972 trong một gia đình có 9 người con. Năm 1991, khi 19 tuổi, cô tham gia thi giải tiếng hát truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh và đạt được hạng tư trên tổng số hơn 1.000 thí sinh dự thi. Cùng thi thì có Hồ Lệ Thu bằng điểm và Như Quỳnh được giải đặc biệt. Nghệ danh La Sương Sương là cô chọn theo một nhân vật trong phim bộ của Đài Loan. Cũng trong dịp này, cô quen biết với Nhật Trung, là người đã đệm đàn piano cho cô hát trong suốt cuộc thi này và sau đó thì đã trở thành người bạn đời của cô, gắn bó đến cuối đời. Cô qua đời vào lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 1 năm 2007 tại một bệnh viện ở trường đại học của California, được an táng vào ngày 30 tháng 1 tại nghĩa trang của San Diego. Minh Thuận. Theo thông tin từ phía của gia đình và bạn bè, ca sĩ Minh Thuận đã từ trần vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 18 tháng 9 tại bệnh viện. Anh ra đi ở tuổi 47. Mới hôm trước ngày 16 tháng 9, người thân cùng với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như là nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Lệ Quyên, Cẩm Ly đã tổ chức đêm nhạc Tình Nghệ Sĩ 8
để gây quỹ giúp đỡ Minh Thuận chữa bệnh, cũng như là tiếp thêm động lực cho anh vượt qua cơn bạo bệnh. Cũng chỉ mới vài tuần trước, thông tin ca sĩ Minh Thuận mắc chứng ung thư phổi mới được người nhà và bạn bè tiết lộ. Theo lời kể của ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Nhật Huy, Minh Thuận đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư phổi một năm nay. Anh được điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Minh Thuận từ chối tham gia đóng phim, ca hát và game show vì bị cơn đau hoành hành, phải tập trung vào chữa trị. Vào tháng 8, nam nghệ sĩ sinh năm 1969 vui mừng thông báo trên trang cá nhân, anh đã điều trị ở chùa theo lời khuyên của người thân và sức khỏe đang dần ổn định, chuẩn bị cho sự trở lại. Tuy nhiên thì cách đây hơn một tháng, anh bị tai biến mạch máu não và tiếp tục chữa trị ở chùa. Nhưng bệnh tình chuyển biến xấu hơn nên người ta đã đưa Minh Thuận vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh cách đây vài ngày. Song do bệnh tình quá nặng nên đã không qua khỏi. Minh Thuận tên thật là Nguyễn Minh Thuận, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1969, là một ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam. Gia đình anh gốc ở Ninh Bình, nhưng anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hiện nay, gia đình anh đã định cư ở Mỹ, còn anh đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Minh Thuận được xem là một trong những ca sĩ tiên phong của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Anh đã đóng góp rất nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Vào những năm 90, Minh Thuận là một trong những ca sĩ được khán giả yêu mến nhất của làng giải trí Việt. Minh Thuận nhận được sự yêu mến của nhiều người và là người anh cả của nhiều nghệ sĩ Việt. Những năm gần đây, Minh Thuận đến với khán giả trong vai trò của một nhà sản xuất phim hay là các chương trình ca nhạc. Năm 2014, anh tham gia Gương mặt thân quen và đoạt giải Á quân. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi các bạn đã cùng lắng nghe những ngôi sao hải ngoại qua đời khi sự nghiệp đang thăng hoa, khiến cho triệu người tiếc nuối. Để có thể theo dõi những thông tin mới nhất về những ngôi sao hải ngoại, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Showbiz Hải Ngoại các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.